Lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ năm mùa Chay, ngày 19 tháng 3 năm 2024. Lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay Ngày 19 tháng 3 năm 2024 Thưa anh chị và các bạn Hôm nay là ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ năm mùa chay Và là ngày thứ 35 trong 40 ngày chay thánh Vào sa mặt cuộc đời Tính tâm với chủ đề Về với lòng xót thương Với chủ đề Về với lòng xót thương Và hôm nay cũng là ngày 19 tháng 3 kính thánh Giuse, bạn thánh sạch đức Trinh Nữ Maria, Lê Trọng, xin chúc mừng tất cả các ông các anh những người nhận thánh Giuse làm bổn mạng, một trọng pháo tay thật lớn. À, xin thánh Giuse đứng đầy lòng tín thác và quyền năng của Chúa cho các ông các anh tràn đầy niềm tín thác và luôn luôn vâng phục Thánh ý chúa trong cuộc đời của mình à, xin bắt tay chúc mừng các ông các anh một, với một nụ cười và một lời chúc thật tốt đẹp trong ngày lễ hôm nay và các bà các chị nhớ hôm nay chúng ta chúc cho người bạn đời của mình chúc cho ba của mình những người thân trong gia đình của mình mang thanh hiệu là du xe À, đừng chỉ nghĩ đến uh, cha sở hoặc là uh, cha linh hướng uh, chúng tôi nhưng mà điều quan trọng là chính những người thân trong gia đình của anh chị em những người thân ấy rất cần sự quan tâm của mình có khi chả nhớ gì đến những người trong gia đình mà chỉ nhớ đến uh, các cha các thầy uh, cứ chúc uh, vui vẻ trong khi đó tôi nói uh, vậy chứ chồng chị tên thánh là gì nhà con cũng du xe sao không chúc mừng có quà chưa Thưa thưa đâu cần đâu cần đâu cha Tôi mới không cần Chồng chị mới cần Đây cầm về Mừng chị chồng chị đi giê Maria giê này nay nhà con chắc ngạc như lắm Từ cha sanh mẹ đẻ đến Giờ mới được uh, 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 Con chúc mừng thánh du xe Có người um, ngạc nhiên vô cùng Vì từ hồi uh, Nhà con đi lòng thương xót Chúa Mới nghĩ đến sinh nhật với buồn mạng con Chứ có bao giờ nó nghĩ đến sinh nhật Buồn mạng con đâu và anh anh cũng phải nghĩ đến sự nghiệp bổn mạng của chị nữa Đó là cách mà chúng ta thể hiện lòng thương xót Đó là chúng ta về với Lòng xót thương À thì ra là như thế Tĩnh tâm về với lòng xót thương Là về để mà xót thương nhau Trở về với gia đình Trở về với cộng đoàn để xót thương nhau Trong cộng đoàn khát vọng hay tín thác Có những người tên thánh bổn mạng Các bạn có nhớ chúc mừng họ không? Đó về với lòng xót thương là về như thế chứ về với lòng xót thương hết cho to về với lòng xót thương rồi thằng nào xót xót thằng nào thương thương con lo cho con chưa <laughs> xong như không quên mình nghĩ đến người khác rồi bỗng chợt có một gói quà có một lời chúc chúc mừng như xe chúc mừng maria à mình quan tâm đến người khác mình nghĩ đến người khác thì người khác cũng quan tâm cũng nghĩ đến mình vui lắm trong cuộc sống nó có um, sự tương thân, sự tương giao, sự hiệp hành, sự hiệp thông như vậy. Nó vui. Còn lúc nào cũng chỉ lo cho bản thân mình. lúc nào cũng chỉ đi tìm vui cho mình. Cuối cùng cái niềm vui mà mình đi tìm, suốt đời đi tìm. Mình đi tìm niềm vui thì suốt đời mình đi tìm. Còn mình đi trở thành niềm vui cho người khác thì niềm vui sẽ tìm đến với mình. Bạn nghiệm điều đó đi. Bạn làm cho người khác vui tự nhiên bạn thấy vui niềm vui đó tìm đến với mình. ê vui, sao vậy? đâu rồi, hôm giờ đi vắng vậy? thì hôm giờ cứ đi tìm mình không, mình không có thích, mình cứ thích đi tìm bạn mà bạn cứ đi tìm mình không à? cứ đi tìm niềm vui trong rượu chè, trong cờ bạc, trong ăn chơi, trong chắc táng rồi cũng không đi ừ, rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi một mình tôi về nhiều lần ướt mi cuộc vui tàn mà lại ướt mi xong rồi tình yêu đến buồn lắm cứ đi tìm niềm vui ở đâu đâu hãy trở thành niềm vui cho người khác đem vui định niềm vui đến cho người khác rồi niềm vui sẽ tìm mình chứ mình không đi tìm niềm vui không đi tìm niềm vui đừng bao giờ đi tìm niềm vui vì đó là ích kỷ vì đó là chỉ quy về với mình thôi còn đem niềm vui đến cho người Làm cho người vui Tự nhiên mình thấy vui Việt Nam có câu vui mừng Thấy người mừng thì mình vui Đó Làm cho người ta mừng rỡ hơn hoan Thì mình vui gọi là vui mừng Hay là mừng vui Thấy người vui thì mình mừng Thấy người mừng thì mình vui Gọi là vui À Vui mừng Đi tìm đi đâu tìm làm cái gì mà tìm đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt bạn đi thấy cái bóng không? bạn cứ đi tìm bắt bóng có giờ gặp không hồi xưa tôi còn bé tôi cứ suốt ngày tôi đi tìm bắt cái bóng tôi thích cái bóng tôi cứ đi tìm bắt nó bắt nó bắt nó càng chạy nó càng chạy càng chạy càng chạy nó càng, càng chạy đứng lại nó cũng đứng thằng ránh đấy đi nhanh nó đi nhanh đi chậm nó đi chậm cái thằng quý quái này suốt ngày chúng ta đi Tìm hình bắt bóng không? Đi cứ đi tìm niềm vui. Mà không biết là niềm vui ở trong ta. Ta đem niềm vui đến cho người thì tự nhiên ta thấy vui. Niềm vui tìm đến với ta mà. Mời anh chị và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ năm mùa chay. Bài đọc một trong sách dân số chương 21 câu 4 đến câu 9. Bài trích sách dân số Hồi đó, từ núi Ho, dân Israel lên đường theo đường biển sậy, vòng qua lãnh thổ Edom. Trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Israel mất kiên nhẫn. Họ kêu trách thiên chúa và ông Moses rằng, Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập? Để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống. Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này. Bây giờ Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân Chúng cắn họ Khiến nhiều người Israel phải chết Dân đến nói với ông Moshe Chúng tôi đã phạm tội Vì đã kêu trách Đức Chúa Và kêu trách ông Xin ông khẩn cầu Đức Chúa Để người xua đuổi rắn xa chúng tôi Ông Moshe khẩn cầu cho dân Đức Chúa liền nói với ông Người hãy làm một con rắn Và treo lên một cây cột tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó sẽ được sống. Ông Môi-se bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được sống. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Mấy châm lập lại câu đáp. Lạy Chúa xin nghe lời con cầu khẩn, tiên con kêu mong được thâu tới Ngài. Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khân, tiếng con kêu, mong được thâu tới Ngài. Buổi con gặp gian chuân, xin Ngài đừng ấn mặt. Trong ngày con cầu kêu, xin Ngài lắng tai nghe và mau mau đáp lời. Bây giờ, chư dân sẽ sợ uy danh Chúa, mọi đê vương hoàn cầu uy kinh Ngài vinh hiến. Vì Chúa sẽ xây dựng lại Sion, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. Người đói nghe dân bị bóc lột kêu cầu, chẳng khinh thường lời họ nguyện xin. Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời. Vì Chúa đỡ mắt từ tòa cao thanh điện, từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đầy rên siết thờ than và phong thích những người mang an tư. Tụng hồ tin mừng Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là lời Đức Kitô. Ai tuân giữ lời người sẽ muốn đời tồn tại. Mình xem mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan, chương 8 câu 21 đến câu 30. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi và các ông sẽ mang tội mình mà chết nơi tôi đi các ông không thể đến được người do thái mới nói ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói nơi tôi đi các ông không thể đến được người bảo họ các ông bởi hạ giới còn tôi tôi bởi thượng giới các ông thuộc về thế gian này còn tôi tôi không thuộc về thế gian này tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hàng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Họ liền nói người rằng, ông là ai? Đức giê -xu đáp, hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đang nghe người nói. Tôi không Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha, người bảo họ khi các ông dương cao con người lên, bây giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Người đã sai tôi vẫn ở với tôi, người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Khi Đức Giêsu nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa kỳ tổ, khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta nghe trong sách dân số nói đến việc con rắn. Ngươi hết làm một con rắn và treo lên cây cột tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đó sẽ được sống. Trong tin mừng thì Chúa nói, khi các ông dương cao con người lên, bây giờ các ông sẽ biết là tôi hàng hữu. Hình ảnh con rắn đồng bị treo, được treo lên ở trong hoang địa. Đó là hình ảnh báo trước Đức Giêsu được dương cao trên cây thập giá. Mà khi Đức Giêsu bị được dương cao trên cây thập giá Đấy là nguồn ơn cứu độ cho chúng ta Ai tin vào Ngài thì được cứu Tin vào Đức Giêsu xu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót Nhìn lên cây thập giá mà không tin thì cũng chẳng được cứu Cũng như nếu họ nhìn lên con rắn như người dân Israel Nhìn lên con rắn mà không tin vào Thiên Chúa thì cũng không được cứu Chứ không phải là cứ nhìn lên con rắn thì được cứu nếu nhìn lên con rắn thì được cứu hóa ra con rắn là thần à cho nên anh chị em nhớ để ý điều đó chỉ là hình ảnh biểu tượng thôi hình ảnh biểu tượng cứu ước luôn luôn là tin báo nói trước những gì về tân ước phải từ cứu ước đó phải tiến lên tân ước những hình bóng tin báo trước phải thấy được nơi tân nước nơi Đức Giêsu nhiều người ngày hôm nay chúng ta cứ dừng lại ở đó thí dụ anh chị em đến với thánh du xe chẳng hạn đây là thánh du xe đúng không nhìn kỹ tôi hỏi lại đây là thánh du xe đúng không đúng. đây là thánh du xe đúng không đúng. suy nghĩ kỹ trả lời nếu mà không tôi không hỏi tới lần thứ ba đây là thánh du xe đúng không Nếu mà nếu mà đúng thì tôi có hỏi lấy lần thứ ba không? Đây là tượng thánh Giuse, xe tượng thánh du xe Chứ không phải thánh du xe Tại vì có nhiều người bảo đây là thánh du xe Cứ lại sờ tượng thánh du xe Bảo cái tượng này là thánh du xe Rồi sờ rồi bỏ được khỏi Xin chữa lành, đấu được Tượng thánh du xe đến bạn sờ vào tượng thánh Giuse đi. Nhưng mà bạn không tin rằng đây là thánh Giuse mà bảo bảo là cái tượng này là thánh Giuse, cái tượng này có cứu bạn không? Tượng này có cứu bạn không? Không. Mà lòng tin của bạn nơi bức tượng này là biểu tượng của thánh Giuse, thánh Giuse mà cứ đứng mãi về chịu gì nổi? Mỏi tay chịu gì nổi, mỏi chân chịu gì nổi. Đây là tượng thánh Giuse chứ. Có đúng không? Có đúng không? Có đúng không? À, tượng Thánh Du Xe Và khi mình nhìn tượng Thánh Du Xe Thì mình tin vào Thánh Du Xe Tượng để cho mình Vì mình là con người Con mắt xác thịt Con mắt xác thịt con người mình Thì có thể xác và có linh hồn cho nên cái gì cũng phải có cái biểu tượng, cái gì cũng có, có hình dáng cụ thể mình mới dễ tin, để đánh động niềm tin của mình còn nói một cách mơ hồ thánh giuse đâu 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 đây à nhìn đây thì nhớ đến thánh giuse bạn nắm không ạ cho nên là anh chị em tin lành thì không chấp nhận làm bất cứ tượng nào ngay cả chúa giêsu họ chỉ có tin tôn thờ thánh giá chúa chứ không làm tượng chúa giêsu họ nói rằng đây là thờ ngẫu tượng nếu mình tin rằng đây là thánh du Xe thì là ngẫu tượng đây là cái tượng mà thế không ạ Đây là cái tượng mà Tượng Đức Mẹ, tượng Thánh Du Xe Mà đến trước đài Đức Mẹ, đài Thánh Du Xe là Đài đặt tượng Đức Mẹ, đài đặt tượng Thánh Du Xe Để mình nhìn lên Thánh Du Xe Qua bức tượng này mình dễ cầu nguyện hơn Đánh động tâm hồn mình hơn Các bạn nắm không ạ Vì con người mình cần phải có Những cái gì mà đụng chạm đến giác quan mình có tất cả mấy giác quan mấy mấy cơ quan gọi là ngũ giác đấy năm thứ nhất là mắt gọi là thị giác thứ hai là mũi gọi là khứu giác thứ ba lưỡi gọi là vị giác thứ bốn thính giác là tai và thứ năm là xúc giác thì cần phải có những ngũ ngũ giác đó mình có thể ngửi được có thể nghe được, có thể nhìn được, có thể nếm cảm được và có thể sờ chạm được từ những giác quan bên ngoài đó, từ những giác quan bên ngoài đó, từ ngũ giác đó, từ những giác quan đó thì nó đánh động đến tình cảm và lý trí của mình. Tôi ví dụ hai người yêu nhau ở xa cũng được, nhưng mà miễn là sao phải này khỏe không em, gọi là gì? Nghe bây giờ điện thoại nó không những là sao phải không em vừa nghe vừa nhìn còn sắp tới tôi đang nghiên cứu sẽ làm một cái điện thoại không những nghe không những nhìn mà còn ngửi được sao em đang sức nước hoa gì đấy được không tôi làm cho anh coi <laughs> Mọi sự đều có thể mà Ngày xưa có ai nghĩ rằng là Nghe là kinh lắm rồi Bây giờ mình nhìn thấy được Vừa nghe mình nhìn Không thể tưởng tượng được Mà bây giờ nó có Thì biết đâu có ngày nào đó Mình người thấy được hay sao Thì Anh Ngày xưa anh có bao giờ nghĩ rằng Máy bay mà không người lái không Mà bây giờ máy bay không người lái rồi đấy Thấy không Ngày xưa có bây giờ anh thấy rằng Bỏ cái tàu, ngầm nó Xuống ngầm dưới Đáy đại dương hay dư nước Mà nó đi được không Nó phải nổi lên nước Vậy nó mới đi được chứ phải không mà nó chìm, mà nước ngập, mà chết hết à? Bây nó đi được đấy Mọi cái đều có thể. Mọi cái đều có thể. Nhưng mà không phải là tất cả mọi cái đều có thể. Vì chỉ có thiên, đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Còn đối với con người thì không phải mọi sự đều có thể. Thế thì, thưa anh chị em, chính vì thế mà chúng ta cần phải có những giác quan để đánh động đến tình cảm, đánh động đến lý trí và gia tăng niềm tin cho mình. nắm vững điều đó không ạ? Để khi mà nhìn lên cái con rắn đồng ấy Ta phải nghĩ đến một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót Mới có thể cứu họ khỏi con rắn này Khỏi cái rắn mà đang cắn họ Thì vì cái tội mà họ kêu ca càm ràm trách móc Kêu ca càm ràm trách móc là tội ý Thiếu lòng tín thác vào Chúa khi mà tôi không còn tin vào bạn nữa thì tôi bảo sao bạn ác thế, sao bạn keo kiệt thế, còn nếu tôi tin vào bạn thì Tôi biết thế nào bạn có giúp tôi Tôi biết bây giờ bạn khó khăn lắm Bạn không thể giúp tôi được Nhưng mà tôi tin chắc rằng nếu mà có thể được Bạn sẽ giúp tôi Cho nên dù thế nào nữa tôi vẫn tin vào bạn Tôi không trách bạn một lời Còn mình không tin thì mình cảm ràm Mình trách móc Cái tội mà cảm ràm trách móc của dân do Thái Chính là cái tội không tin thác vào Quyền năng lòng thương xót của Chúa Và cái tội ấy ngày hôm nay đang tái diễn với chúng ta Rất thường ngày Lúc nào cũng cảm rạp, cũng kêu ca, cũng trách móc Nghèo quá, khổ quá, đau quá, mệt quá, chán quá Wow quá, wow wow wow. Có nhiều bạn than rằng Chúa sao mà con giàu quá Chúa ơi sao mà chú để con đẹp quá thế này Có không? Sao không kêu đi? Cô đẹp đâu? Thì cứ kêu hoài sao đẹp được càng kêu nó càng xấu. đó thấy chưa <laughs> bạn đúng bạn càng kêu nó càng xấu mà bạn càng nói chúa xong con già thế này càng than nó càng già Nhớ mà than mà đẹp thì cũng cứ than nếu mà than mà, mà, mà trẻ cũng cứ than càng than càng già càng than càng xấu mà cứ than thế nên biết bỏ Việt Nam có bao nhiêu mỏ than xuất khẩu nhiều nhất là than không làm gì có có mấy mà quặng này than Quảng Ninh với lại gì chứ đâu mà lắm thế. mà không gần trăm triệu cái mỏ than. Bạn có không? Không. Không. Trai sao nãy giờ nóng thế? Đó. Đó. À, bây giờ mới à. Bây giờ mới à. Vừa nói không xong bây giờ mới biết à. Mọi người đều nóng hết, chịu chung số phận như vậy mỗi mình ông cứ nãy nhiều cứ nóng quá nóng quá đó đang bán than nó biết chưa sáng giờ bán mấy ký rồi hả sáng bán chiều từ sáng tới chiều <laughs> trước khi đi ngủ có bán không trước khi đi ngủ có bán không có bán bán sao không biết đêm nay vì sao tôi buồn ngủ thì không ngủ đi còn buồn thì buồn mới ngủ gọi là buồn ngủ thì còn đòi gì nữa mà không biết vì sao tôi buồn Rồi sao con buồn không ngủ được Thế gọi là buồn ngủ Mày buồn chứ mày không ngủ là sao <laughs> hả thì thưa anh chị em cái tội mà cầm rào kêu kêu cá trên móc là tội không tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của chúa mình tin rằng một đấng đầy quyền năng không những đầy quý năm mà còn giàu lòng thương xót thì không nỡ để cho mình phải như thế này đâu và khi nếu ngài để cho mình như thế thì phải có lý do gì đó của ngài mà mình không biết được bởi vì không biết được cho nên mình cứ tin thác và đó là cái giá trị của sự tin thác thánh như xe đã là như thế cha hiếu ất giáp gì cả tự nhiên lấy lấy cái bà này mà chưa kịp đưa về đã có thai chịu nổi không chịu nổi không ông đối với anh thì làm sao gì? Đập, một trận. đập một trận Chưa cưới về có bầu đập cho một trận Còn anh kia Không cưới bỏ, không cưới, bỏ. Còn ông kia Trả về nơi sản xuất, sản xuất. <laughs> Làm như là người ta là, là hàng Đồ phế thải ở đây trả về nơi sản xuất Thì thưa anh chị em Thánh Du Xe là như vậy Không kêu ra, kêu ca Không cảm ràm, không tránh móc Mà chấp nhận giải quyết bằng cách là tính âm thầm là lẽ bỏ đi Nhưng mà đó vẫn là cách giải quyết của con người Không phải của Thiên Chúa Không phải của Thiên Chúa Chúa ra tay can thiệp Chúa ra tay can thiệp Cũng giống như Chúa can thiệp với người dân Do Thái này. Bằng cách là Nó cảm rảm kêu cả trách móc Bây giờ muốn giải thoát cho nó thì treo con rắn lên cũng kỳ chứ Tại sao phải làm như thế Chỉ cần mua xe Như cái gậy ra khờ mấy cái Rắn chết hết là xong rồi thôi Phải không Chỉ cần mua xe đặt tay lên Những người bị rắn cắn là khỏi hết để được rối Được không Được Nhưng mà đó là của con người Không phải đường lối của Chúa Đường lối của Chúa nó không giống như đường lối con người Không giống như tính toán của con người Là treo con rắn lên Trời ơi, rắn, rắn nó vừa cắn tôi Bỏ tôi nhìn đến nó là thế nào anh chị em thử đặt mình vào trường hợp họ coi Cái thằng quỷ nó vừa đánh anh Anh bảo gì nhìn lên nó thì được cứu Có, có chịu không? Nắm cổ xuống dần vào một trận Chứ lại nhìn nhìn cái gì ngắm ngắm với nghĩ, nghĩa nghĩa cái gì phải không? Đúng không? Đúng Ừ, <laughs> đúng không? Phải như vậy chứ Phản ứng tự nhiên của con người là như vậy chứ Mà Chúa cứ làm ngược với những suy tính của con người Mà suy tính của con người thì hợp lý nhưng mà suy tính của Chúa thì siêu lý Không có lý luận gì hết đó. Tín thác là không lý luận Không lý luận Con người mình thì khoái lý luận lắm Suy lý, diễn lý, giải lý Đủ thứ lý Cuối cùng đấu lý Mà đấu lý không được thì đập nhau Võ miệng không được thì võ tay chân Chá ai chịu ai Cứ lý 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 Đúng có lý 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 Thiên Chúa siêu lý Hơn những gì mà con người lý luận đó là tín thác và thánh Giuse toàn tính lìa bỏ Đức Maria đó là giải pháp êm nhất rồi đó không đem về đập đập cho một trận không trả về nơi sản xuất còn ông kia là cái gì bỏ nhưng mà trước khi bỏ là làm gì chửi còn thánh Giuse là âm thầm lặng lẽ bỏ bà một cách kín đáo hay quá chứ thay vì ném đá thay vì chửi thay vì bỏ vì trả về nơi sản xuất thì âm thầm lặng lẽ thôi tôi chả nói bà có lỗi hay tôi có lỗi tôi chả nói lỗi cả tôi rút lui cho bà êm đẹp quá ngon chứ bỏ không đó là không phải đường lối của ta đường lối của ta là rước vợ về nhà mình cái cục tức này hơi khó nuốt rồi nha lấy đi nước uống đỡ dưa tay dưa chân gì nữa cãi gì nữa Nuốt cục tức ấy Vâng Rước Maria về nhà Nhìn lên con rắn Bạn thấy không Đấy Và Đức Giêsu Trong bài tin mừng ngày hôm nay Cũng nói như thế Khi cái ông dương cao con người lên Bây giờ các ông sẽ biết tôi hằng hữu Vì tôi không tự mình làm bất cứ điều gì Như Xe không tự mình làm bất cứ điều gì nhưng Chúa Cha dạy tôi thế nào thì tôi nói như thế. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi. Người không để tôi cô độc vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Chỉ làm điều đẹp ý Chúa, chỉ vâng theo ý Chúa mà thôi. Cuộc đời của Thánh Giuse cũng như vậy thế và hôm nay chúng ta tĩnh tâm cũng xin Chúa cho mình được soi lại cuộc đời của mình. Tôi thường hành xử tôi tự hờn giải quyết mọi việc theo ý của tôi hay theo ý của Chúa. Nếu những điều nó ngược với ý của tôi, tôi có chấp nhận hay không? Tôi sống trong một cộng đoàn, trong cộng đoàn khát vọng, trong cộng đoàn tín thác. Mà nếu cái gì cũng bắt mọi người theo ý của tôi mà không làm ý tôi là tôi chống, vậy thì tôi có phải là theo ương Thánh Giuse hay không? Tôi có phải là giống Đức Giêsu là tôi không làm cái gì theo ý tôi Mà tôi hằng làm những điều đẹp ý người Thì như thế Chúa không để tôi cô độc Còn nếu tôi chỉ làm theo ý tôi thì suốt đời tôi cô độc Không chơi được với nó Lúc nào nó cũng muốn ý nó là nhất Đúng không? Bạn sẽ phải xét lại mình có tại sao anh em xa lánh mình Tại sao anh em không gần gũi với mình Vì bạn lúc nào cũng lấy ý bạn là nhất bạn làm cái gì cũng phải bạn thích thì bạn mới làm Không thích không làm Cái mà bạn thích người ta cũng thích thì sao Sao bạn không biết nhường cho người ta Cái bạn không thích người ta cũng không thích sao Sao bạn không làm cái đi Cái bạn không thích mà bắt người khác làm cái người ta không thích Suy nghĩ lại đi Bạn sống trong một cộng đoàn Cộng đoàn lòng thư xót Mà bạn chẳng thể hiện lòng thư xót Bạn chẳng chơi với lòng thư xót Cứ cái gì bạn thích bạn muốn thì bạn làm và bạn bảo rằng là đứa là tôi phục vụ xin lỗi dù bạn có tài khéo mấy đi nữa dù bạn có bao nhiêu là kỹ năng đi nữa mà bạn cứ làm theo ý bạn những gì bạn thích những gì bạn muốn thì bạn mãi là người cô độc chẳng ai muốn gần gũi bạn dù bạn bảo rằng con phục vụ từ sáng đến chiều Con làm việc vất vả cái gì con làm thích đi bạn làm cái bạn thích các bạn muốn bạn bị phải tập thêm một cái là tôi làm những cái tôi không muốn Thập cái đó đi Đó mới là tín thác chứ Đó mới là nơi gương thánh du xe chứ Miệng bạn nói là tín thác Miệng bạn nói là nơi gương thánh du xe Miệng bạn nói là con không muốn làm cho cha buồn Mà bạn làm tôi buồn gấp 10 lần Khi mà bạn chỉ làm theo ý bạn mà thôi Chúa có vui gì khi bạn làm theo ý bạn không Dù bạn có làm tốt mấy thì làm Cũng vô ích trước mặt chúa Vì chỉ làm theo ý bạn mà thôi Vẫn cái tôi của bạn là trên hết Còn Đức Giêsu nói Người không để tôi cô độc vì hằng làm những điều đẹp ý Chúa, ý Chúa Cha. Bạn hãy làm những điều đẹp ý cộng đoàn đi, đẹp ý Chúa đi, bỏ cái ý riêng của bạn đi, làm những cái bạn không thích, không muốn đi. Tập đi và bỏ những cái bạn muốn bạn thích đi. Bạn muốn trang trí, người ta bảo bạn xuống là bếp bạn đi không? À, bạn muốn có xe người ta bảo bạn đi làm vệ sinh bạn làm không? Sao nó nhỏ thế? xuống xuống giọng thế đang mà muốn lên múa người ta bảo đi ra giữ trật tự chịu ông ờ không, không. À? không nhanh thế và thấy đó cứ bạn cứ tĩnh tâm bạn xét lại từng những việc nhỏ bạn sẽ thấy rằng là mình nói mình nghe lời Chúa thì dễ lắm nhưng mà thực tế trong cuộc sống của mình là tập từng ly từng tí từng những công việc nhỏ bé nhất như vậy cứ bỏ ý riêng của mình đi bản thân tôi nói thật với các bạn buồn mạng tôi là du xe đây à, theo du xe này cũng chảy ra chóc vảy lắm bản thân tôi là người năng động mà bản thân tôi là người khuấy bay nhảy mà bản thân tôi là người đứng muốn đứng mà, mà làm hoạt náo viên đứng tổ chức thế này thế kia ấy. đứng giữa chỗ đông người tôi đâu muốn ngồi trong phòng như thế này Tôi đâu muốn ngồi lần chuỗi lần xưa tôi nhìn người ta lần chuỗi lòng thưa chúa ảnh, ảnh chúa tranh xanh tranh đỏ đỏ tôi bảo vừa và vừa vặn tôi đó, cái đây 21 năm 2000 trước năm 2003 tôi bắt đầu làm lòng thưa chúa từ năm 2003 từ năm 2000 khi mà tôi đi du học ở Philippines về năm 2003 đó, là tôi không hề biết lòng thứ cho chúa là gì mà còn cười nhạo người ta cái mà tôi không thích bây giờ chúa bảo tôi làm cái tôi không thích cái tôi muốn là làm giáo sư, làm người giảng thuyết thì bây giờ, chú không cho tôi làm chuyện đó. Đấy. Nếu phải điều này là tôi lựa chọn đâu, tôi không lựa chọn. Có này phải tôi muốn không? Tôi không muốn. Cho tới bây giờ chú bảo tôi mà có muốn mà vẫn con vẫn không muốn. Có thích con vẫn không thích mà làm không? Dạ làm. Vì u nhục quá, mà, khó khăn quá mà thử thách quá mà trên thì búa dưới thì đe tứ bề thọ địch mà sau chịu nói có một mình nhưng mà Chúa không để tôi cô độc vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Chúa làm đẹp ý Chúa là tôi không làm theo ý tôi Chúa muốn gì thì Chúa cứ còn sẵn sàng làm đang làm cái này Chúa bảo làm cái kia thì không sao đang ở giáo điểm tin mừng cả 50.000 người về đây có 5 người cũng không sao đang là tung hoành ngang dọc về đây bó chân bó cẳng cũng không sao miễn là đẹp ý chúa và tôi không thấy cô độc cho tới bây giờ trước khi kết thúc gửi tặng anh chị em bài thơ im lặng như ngày lễ kinh thánh Giuse. có nhiều lần muốn nói đã nhiều lần tính nói rồi nhiều lần sẽ nói nhưng đến sau cùng thì không nói im lặng thôi dưới dòng đời nổi trôi bao việc xấu đồn thổi làm con tim đau nhói nhưng chọn im lặng thôi lắm lúc muốn trả lời muốn thanh minh giải thích khi bị người chỉ trích nhưng chọn im lặng thôi đôi khi muốn buông xuôi muốn đính chính phân bua cho tỏ rõ hơn thua nhưng chọn im lặng thôi rồi cũng muốn cắt lời thỏa má người phỉ bán, thỏa mạng người phỉ bán, người phê phán kết án nhưng chọn im lặng thôi im lặng trong chờ đợi những oan khiên sẽ trôi cầu cho họ hối lối mau hoán cải đổi đời im lặng trong an vui trong cậy trông tín thác trong lòng chúa thương xót dẫu đời nhiều đắng đót noi gương thánh du xe sống âm thầm lặng lẽ theo ý Chúa chọn đời chỉ chọn im lặng thôi. Đó là tâm trạng của tôi. Xin gửi đến anh chị em và các bạn với lời xin xin lỗi vì đã không sống được như thánh Giuse. Xin anh chị em thương tha thứ. Xin lỗi xin tha thứ và xin cầu nguyện cho tôi phần đời còn lại của mình noi gương thánh giuse sống tin thác và quyền năng lòng thương xót chúa cứ im lặng thôi mình xem và các bạn mà kinh nguyện lòng thương xót chúa trang 132 cùng hướng về thánh giuse hát bài lại thánh giuse của đạo minh với lời khẩn cầu xin chúa cho những người mang thánh hiệu là Giuse, được noi gương thánh bổn mạng của mình sống tín thác tuyệt đối và quyền năng lòng chúa thương xót để luôn luôn làm đẹp lòng chúa cho mình không bao giờ cảm thấy đơn độc lạy thánh du Xe, vinh hiến trên nơi diệu quang người được thiên chúa phong ban tước lộc cao sang nhớ khi sanh tiền cha đã giữ gìn thành thật dám xin hộ phù đoàn con cái trên trần gian mừng lây cha chi nhân chi lành là bạn thành sạch đức nữ trinh nhân đức cha rạng ngời soi chiếu muôn ngàn đời nguyện cho con nói dấu người liền để sau được vinh phúc vô biên lạy thánh du xe khi sống trên nơi trần ai người hằng chiêm ngắm tôn nhan chúa trời ngôi hai dám xin cha lành cho chúng con rầy ở thế vững tin không rời và yêu chúa không hề phai mừng lạy cha chi nhân chi lành là bạn thành sạch đức nữ trinh nhân đức cha rạng nơi soi chiếu muôn ngàn đời nguyện cho con nói dâu người liền để sâu được vinh phúc vô biên. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em một ngày lễ Thánh Giuse vui tươi và bình an. À. nhiều tôi lối mùa trời để lòng sớm muốn chân thành xuống luôn biết lỗi xưa nay xin chưa vui lắm lỗi xưa mùa chay thấy giúp mọi người tha phương mau quay về tìm một mạch tình thương mùa chay thắng là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn